Mến chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Khởi nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp. Quý vị thân mến, hôm nay thì Mỹ Tiên đang có mặt tại vườn rau má Thủy Canh, một vườn rau má được trồng theo một cái mô hình rất là hiện đại, một mô hình mới của một chàng kỹ sư ở huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Và mô hình ấy thì có những cái điểm đặc biệt ưu việt như thế nào thì Mỹ Tiên xin mời quý vị hãy cùng tìm hiểu thông qua chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Là một kỹ sư nông học nên anh Võ Thanh Beo có nhiều đam mê, tâm huyết với nông nghiệp, nhất là nông nghiệp sạch và bền vững. Vì lẽ đó, năm 2019 đã bắt đầu xây dựng trang trại rau Thủy Canh này. Loại cây mà anh chọn là rau má. Điểm đặc biệt là anh đang trồng rau Thủy Canh theo giống truyền thống, tức là trồng giống rau má lá nhỏ. Theo anh Beo, trồng thổ thì năng suất không cao bằng Thủy Canh, chỉ có điều vốn đầu tư ban đầu cao, công cụ đầu tư nặng. Ưu điểm của canh tác Thủy Canh là tiết kiệm được diện tích. Chỉ với vài trăm mét vuông, làm theo dạng tầng này sẽ nhân rộng diện tích mặt phẳng. Ví dụ, chỉ với 700 mét vuông nhà trồng thế này, tương đương với 7 công đất nếu trồng thổ. Trong nhà màng này có thể dễ dàng quản lý tất cả các loại sâu bệnh, dịch bệnh gây hại. Nói riêng về thu hoạch, trồng rau Thủy Canh cũng khá tiết kiệm nhân công lao động. Ví dụ, trồng thổ, khi thu hoạch phải thuê mướn nhân công cắt trên diện rộng. Còn Thủy Canh, từ khâu cắt lá, vệ sinh cũng nhanh hơn. Đầu tiên thì anh có thể giới thiệu đôi nét về cái mô hình rau Thủy Canh của mình, cũng như là chia sẻ cho Tiên cũng như là khán giả Khởi nghiệp được biết là từ đâu mà anh có ý tưởng để trồng mô hình rau Thủy Canh rau má. Ở đây á, cái mô hình về cái Thủy Canh á thì rất là nhiều những cái đơn vị khác đã thực hiện và đã làm, đã trồng. Có những đơn vị làm thực trồng thành công và những đơn vị trồng thất bại thì không đạt được cái hiệu quả. Thì ở đây tôi là một nhà nghiên cứu, thì đó là dạng kỹ sư, thì cũng hay nghiên cứu về các loại cây trồng, thì trong đó thì cái mô hình Thủy Canh thì cũng đang nằm trong cái đối tượng để nghiên cứu nhằm đưa ra những cái sản phẩm sạch, an toàn để cho những người bà con nông dân được tiếp cận những cái sản phẩm sạch của mình. Vậy thì hiện nay á, cái giống như anh chia sẻ hồi nãy, Tiên thấy có một ý là anh suy nghĩ đến cái việc là làm sao mà mình tạo ra những cái giống rau nó sạch nhưng mà nó phù hợp với nông dân với một cái chi phí tốt. Như vậy thì khi mà mình bán cái sản phẩm rau của mình ra thị trường thì giá so với những cái loại rau má thông thường người ta bán ở ngoài chợ thì nó có cao hơn hay không ạ? Thì cái đó là cái vấn đề mà hiện tại ở những người tiêu dùng người ta cũng đang đặt cái dấu chấm hỏi. Cũng hay nói là sử dụng nó cái trồng cái loại rau mà công nghệ cao á, hiện đại á, rau sạch thì giá thành nó sẽ cao. Nhưng mà còn đối với cơ sở của tôi á, tôi sẽ cho ra những cái sản phẩm rau giống như không phải riêng về rau má không mà có thể là xà lách, cải sau này sắp tới tôi còn trồng thêm nữa, thì cho ra những cái sản phẩm đó là rau phải phù hợp với ngoài thị trường. Tại vì ở đây nó được lợi thế thứ nhất là tôi là dân kỹ sư nông nghiệp, thì làm là những cái dưỡng chất, những cái dinh dưỡng để pha chế cho những từng đối tượng cây trồng nào mà cần loại hoạt chất gì hoặc là thiếu những cái dinh dưỡng gì thì ở đây tôi sẽ bổ sung và pha nó. Mà ở đây thực sự cũng sẵn có dịp đây cũng chia sẻ với bà con nông dân luôn là mình rau sạch là mình không có dư hàm lượng phân bón trong đó. Còn cái vấn đề thuốc bảo vệ thực vật thì cái đó tùy theo cơ sở họ trồng, họ có cách quản lý làm sao mà theo cái chế độ dinh dưỡng rồi chế độ phun thuốc sâu bệnh dịch bệnh cho nó phù hợp thì đó là sẽ nằm trong cái ngưỡng cho phép hết. Còn nếu mà đối với cái sản phẩm mà trồng công nghệ cao thì tôi cũng khuyến cáo luôn là mình phải đăng ký theo cái hướng là Việt Gáp hoặc là cái OCOP theo cái chương trình mỗi xã nông thôn đó có một cái chương trình OCOP. Quý vị thấy là một cái kỹ sư có nhiều kiến thức, có nhiều am hiểu về lĩnh vực này khi mà ra làm nông nghiệp là hoàn toàn khác đúng không quý vị? Rõ ràng là anh có những cái hiểu biết rất là rõ, rất là cặn kẽ về những cái quy chuẩn luôn rồi. Thì giống như anh nói là thật ra là trong cái tâm lý của bà con á, cũng như bà con nông dân trồng cũng vậy nè, nhưng mà đặc biệt là người tiêu dùng nữa thì họ luôn băn khoăn là nếu như mà tôi mua cái cơ sở này là rau sạch á thì có thuốc bảo vệ thực vật đó hay không? Và nếu như mà có thuốc bảo vệ thực vật thì tôi ăn thì nó còn phải là rau sạch hay không? Thì anh có thể giải thích cụ thể hơn để cho khán giả thông qua chương trình này có thể hiểu rõ được không ạ? Thì riêng cũng xin thưa với quý bà con và khán giả nghe đài á, thì không phải chúng ta nói là rau sạch là trong nhà kính hay nhà lưới thì chúng ta không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.
thì đó trong cái quy trình chúng ta là đều có sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Nhưng mà khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đó sao cho nó hiệu quả mà nó an toàn cho cái người tiêu dùng, thì ở đó, ở trong, nếu như mà bà con mà sử dụng trồng công nghệ cao này mà có đăng ký theo chương trình Việt Gáp hoặc là ô cốp hoặc là những cái lô bên gáp này kia, thì bà con đều có cái phần là chi sức nguồn gốc. Thì chi sức nguồn gốc ở đó thì bà con phải ghi chép từng giai đoạn phát triển, quá trình lên giống rồi quá trình phun thuốc thu hoạch gì gì đó, bà con sử dụng hoạt chất gì thì bà con đều ghi chép sổ sách vô đó hết đó. Thì lúc đó mình, nếu như mà mình sử dụng cái nguồn gốc mà thuốc nó nằm trong cái danh mục cấm á, thì cái rau chúng ta nó không có đạt chất lượng theo cái quy định hiện hành. Vậy thì quay trở lại với cái câu chuyện khởi nghiệp của mình, là anh cũng đã nghĩ rằng là mình có rất là nhiều đối tượng để mình làm đối với rau sạch rồi. Đúng rồi. Theo mô hình thủy canh như thế này, thì lý do tại sao nhất định phải là cái cây rau má này ạ? Tại vì cái cây rau má này đó là tôi chọn á, là nó rất là nhiều đối tượng chứ không phải là riêng một mình cây rau má này. Nhưng mà mỗi người có một cái ý tưởng hay là mình phải tôn trọng, tại vì có ông thì lại thích là trồng cải, rau muống, thì có người lại thích trồng xà lách. Thì là đối với tôi thích cây rau má, nó có cái những cái này là nó có những cái ưu điểm. Thứ nhất, cái rau má là cái cây chịu nhiệt, nó rất là dễ sống, thời tiết nắng khắc nghiệt cỡ nào thì nó cũng dễ, thấy không? Giống như tôi trồng ở đây là tôi không cần phải che mát, không cần phải lưới che mát, nên khi mà mình thu hoạch thì cũng là một cái lợi thế. Mình không thu hoạch hết hoàn toàn, mình thu hoạch có phần nữa thôi, thì còn lại phần nữa là khoảng là 5 đến 7 ngày sau mình thu hoạch tiếp nữa đó, và coi như năng suất của mình nó sẽ cho ngày nào cũng cắt hết. Đó, mình cũng đỡ được cái thời gian là không cần phải lên giống nhiều, mình chỉ cần lên giống một lần mình sử dụng là khoảng tới một năm. Như vậy thì cái sản lượng hiện tại của anh đó, đối với cái mô hình mà 700 m² này nè, là mỗi ngày là mình cắt được bao nhiêu ký rau má anh? Đối với cái diện tích của tôi á là 700 m², nhưng mỗi một ngày là tôi được tổng cộng hết trơn là 8 vàng chữ A, thì mỗi một vàng tôi thu hoạch là 100 kg cho một ngày. Cứ như một ngày nào tôi cũng có 100 kg hết. Đấy. Cái rau má, đặc biệt là cái rau má của mình đó, là mình thu hoạch hết rồi nó có những cái cọng nhiều thứ, nó còn có những cái nhựa dây, cọng dây nè, dây này nó phát triển rất là nhiều. Đây nè, những cái này là những cái sản phẩm mà dinh dưỡng nằm trong đây rất là nhiều. Cho nên là nó đây nó cũng nặng ký lắm. Cái mô hình về cái cơ chế vận hành của cái vườn rau của tôi đó, thì thứ nhất là tôi làm theo cái hệ thống tuần hoàn. Từng hoàng có nghĩa khi là một cái hệ thống là ở cái máy bơm nó sẽ cấp nước lên một cái ống, là ở đây tôi sử dụng một cái ống thoát và một cái ống cấp đó, một ống này ống thoát ha. À, đây tôi sẽ chia, nó sẽ là một cái ống trên này là ống cấp nè, ống trên dưới này là ống thoát nè, đây là ống cấp nè, ống thoát nè, thì nó như vậy đó. Thì khi cái ống nó cấp nước lên đây thì nó sẽ chạy xuống, nó chạy xuống bồn đó, rồi bồn sẽ bơm nước mưa tưới, nó sẽ bơm lên nó từng hoàng. Thì ở đây là tôi đều đặt cái hệ thống quản lý theo cái bộ điều khiển mà trên mấy cái smartphone thông minh đó, hoàn toàn tự động hết. Có thể thấy là mặc dù á, nói thì bây giờ ngồi chỉ cần bấm smartphone là có thể điều khiển được và giảm được những cái chi phí nhân công, nhưng mà tiên nghĩ là cái giai đoạn đầu khi mà anh ra để có thể thiết lập được một cái mô hình thông minh như thế này nó cũng phải rất là cực công, đúng không anh? Đúng rồi. Khi mà thiết kế một cái mô hình nào mà điều khiển hoàn toàn tự động hết, đo độ ẩm trong nhà màng rồi hết, thì nó rất là cực. Nhưng mà khi mà nó cực giai đoạn đầu thôi, khi mình đã vào đúng quy trình này đầy đủ hết thì mình rất là khỏe. Mình chỉ cần điều khiển qua smartphone thôi, không có cần phải nhiều. Cái cả dinh dưỡng này kia là mình cũng quản lý được hết. Kiểm tra nó được là hàng ngày cây trồng mình nó còn lại bao nhiêu dinh dưỡng, để nó giúp cái dinh dưỡng cho cây nó phát triển được. Thời gian tới, anh Bell dự định sẽ xây dựng cơ sở sơ chế rau tươi. Bước tiếp theo là các sản phẩm chế biến tinh, nước ép rau má. Và cái nữa là sẽ làm bột sấy. Về bột rau má sấy, theo anh Bell, đây là sản phẩm định hướng xuất khẩu. Hiện tại đang tìm hiểu các đối tác nước ngoài. Đơn vị của anh cũng đã hoàn thiện hồ sơ đăng ký chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP. Là một người con huyện Cao Lãnh, với tình yêu nông nghiệp, sắp tới, anh sẽ phát triển thêm các mô hình rau thủy canh ở xã Tân Hội Trung. Mục tiêu là đến năm 2025 sẽ phát triển mạnh hơn, đủ chuẩn xuất khẩu bột rau và tạo ra nhiều việc làm cho người lao động tại địa phương. Ngoài cái việc mà anh trồng rau má để bán rau thành phẩm ra ngoài thị trường, thì hiện tại cơ sở của mình có định hướng chế biến hay là làm những cái sản phẩm khác hay không anh? Ở đây tôi cũng xin
chia sẻ đầu tiên là cái hướng của tôi đó là cái hướng xuất khẩu. Cho nên là không phải ngoài cái rau má tươi là bán ra thị trường, mà bên cạnh đó hiện tại là tôi cũng đang xây dựng, là đang tìm hiểu và làm ra những cái sản phẩm bột, bột rau má. Là hiện tại bây giờ là tôi đã ra được cái sản phẩm bột rau má rồi. Nhưng mà còn chờ thủ tục đăng ký giấy phép nữa là xong, là sẽ ra tung ra ngoài thị trường. Đây là tiên thấy, đây là cái sản phẩm bột rau má. Hiện tại là cái vườn của mình là đã có cho ra bột rồi. Cũng nhiều người đã sử dụng rồi, nhưng mà do mình đăng ký chưa kịp cho nên chưa có thấy nhãn mác ở ngoài thị trường thôi. Chứ thực ra khi những người quen thân cận thì đã có sử dụng cái sản phẩm. Như vậy thì cái sản phẩm bột rau mát của mình sau này khi mình ra thị trường nó sẽ có cái ưu điểm gì để cho cái người tiêu dùng người ta sử dụng mà? Cái sản phẩm bột rau má của tôi á thì nó sẽ ưu điểm được một cái vượt trội so với những cái sản phẩm mà rau má mà trồng thủy canh thổ á, mình trồng ở dưới đất á. Tại vì đây là rau má mình thủy canh, thì cái ưu điểm của cái rau má mà bột rau thủy canh, thay vì ngoài thị trường nó chỉ có cái bột rau má thôi, còn ở đây tôi sẽ có cái bột rau má thủy canh và cái bột dây rau má thủy canh. Bột dây rau má thủy canh riêng đó thì anh. nói tiên nghe lần đầu là rất là ngạc nhiên, nhưng mà tôi sẽ nói kỹ về cái bột dây rau má thủy canh cho tiên biết. Tại vì trong quá trình mình trồng thủy canh thì cái rau má mình nó sẽ có những cái nhỡ dây tua xuống, thì những cái đó khi mình trồng thổ thì những cái dây đó nó sẽ bò ra đất, nó phát triển thành một cái cây nữa, cho nên nó không có những nhựa dây đó. Mà nhựa dây đây là những cái hoạt chất mà nó nằm ở trong đây nè, cái dinh dưỡng nằm trong đây rất là nhiều, mà cái mùi vị nó thơm mà nó ngon đó, cho nên là cái dưỡng chất mà ngoài thị trường là sắp tới tôi sẽ làm bột dây rau má thủy canh với bột rau má thủy canh. Chà, cái này rất là lạ nha. Là cái mùi thơm nha. Tiên thử là cái bột này là bột dây rau má nè. Dạ. Bột dây rau má thì canh, tiên thử cái bột nó rất là thơm. Thật sự là mình cái bột. Mình mở ra mình ngửi mùi là cái mùi thơm tự nhiên. Mình có thể ngửi thấy cái mùi tự nhiên chứ không phải là những cái thành phần hương liệu như là ở trên thị trường nó có. Nó rất là dễ chịu lắm. Mà cái độ xanh đó ha, là tôi nói với tiên là nhìn thấy cái màu xanh của nó giữ được bản chất màu xanh của nó, không phải giống như những cái rau má mình trồng ở dưới đất. Còn cái bột dây rau má này thì nó có những cái lợi ích. Thứ nhất á, là nó sẽ giúp cho cơ thể chúng ta là nó thanh lọc cơ thể, nó làm mát cho cơ thể. Thứ hai là sử dụng cho những cái phẩm màu. Ví dụ ai mà muốn không sử dụng cái màu mà hóa chất á, thì mình có thể sử dụng cái bột này làm màu. Giống như mình nấu chè đó, chè xôi đó, là mình hay nấu mấy chè viên viên đó, là mình lấy đúng rồi, mình lấy bột rau má này mình làm phẩm màu để mình làm đó cũng được. Nói chung là không phải riêng về ứng dụng là làm mát cho cơ thể, thanh lọc cơ thể, mà nó còn ứng dụng nhiều cái ứng dụng khác. Mà tiên nghĩ đối với bột rau má thì tiên còn biết công dụng rất là tốt cho các chị em nữa, đó là công dụng làm đẹp. Đúng rồi. Cho nên nếu như mà nó biết được nguồn gốc xuất xứ nó an toàn như thế này thì có lẽ là những người phụ nữ khi mà người ta làm đẹp á, người ta cũng sẽ rất là yên tâm với những cái chia sẻ của anh cũng như là cái mô hình kinh doanh của anh. Ngày hôm nay thì thực sự là tiên cũng như là chương trình khởi nghiệp rất là vui khi được lắng nghe một cái người kỹ sư chia sẻ về một cái mô hình công nghệ cao trong việc trồng rau má và tạo ra được những cái giá trị sản phẩm phải nói là ưu việt như vậy. Và tiên hy vọng là với những cái dự định của anh trong tương lai, trong năm nay về việc mở rộng phát triển, thì anh sẽ nhanh chóng cho ra thị trường các loại rau sạch tốt cho sức khỏe để người tiêu dùng có thể nhanh chóng tiếp cận nè. Đặc biệt là cái sản phẩm bột rau má này thì tiên cũng như là tất cả các chị em phụ nữ đều rất là mong chờ và hy vọng là anh sẽ đạt được những cái thành công trong tương lai. Thì một lần nữa xin được cảm ơn anh đã dành thời gian đến với chương trình khởi nghiệp ngày hôm nay ạ. Quý vị thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình khởi nghiệp cũng đã khép lại. Mỹ Tiên xin được cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo.